Chào toàn thể các bác làm thợ đánh cò vạc bằng keo nhé. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em xin giới thiệu chi tiết cho các bác là về cái dòng keo đánh cò vạc. Thì trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về dòng keo này, em cũng xin giới thiệu qua cái mua bán này. Bên cơ sở em là bán keo đánh cò vạc và bán vạc xốp, cò xốp cũng như là que lan thẻ. Bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về những cái phụ kiện dùng để đánh cò vạc ấy, thì các bác có thể là tham khảo đặt hàng. Em để số điện thoại góc màn hình video để các bác điện đến thì bên cơ sở là sẽ lên đơn hàng gửi hàng cho các bác. Còn bây giờ thì đi chi tiết về cái dòng keo này để cho các bác cùng tham khảo này. Về dòng keo này thì bên cơ sở là sẽ bán hai loại, đấy loại A1 và loại A2. Thì thường thường như bây giờ là anh em ở tất cả tỉnh thành thì đều sử dụng cái dòng keo A1 này. Đối với dòng keo A1 này, thời điểm này đánh ấy, thì lý do anh em sử dụng nhiều bởi vì thời điểm này vẫn còn nắng nóng, thì đánh keo này thì nó sẽ không bị chảy qua lan thẻ xuống. Còn về đêm ấy, thì với cái nhiệt độ hiện tại thì anh em đảo keo rất là dễ. Còn thời điểm nữa về cuối tháng 8 trở ra ấy, thì anh em sử dụng là keo A2. Đối với cái thời điểm đấy thì là anh em phải sử dụng cái dòng keo dẻo hơn đấy, và độ bám dính nó vẫn như keo A1 này đấy, nhưng mà nó dẻo hơn. Là anh em lúc đấy là về đêm anh em đánh bạc chẳng hạn, anh em đảo keo nó dễ. Và cái thứ hai nữa là lúc đấy thời tiết nó mát mẻ rồi đấy, keo nó còn không bị chảy nữa. Còn mỗi một mùa vụ thì anh em lên chọn cho mình cái keo đúng để anh em sử dụng đánh nhá. Về dòng keo này thì hình dạng nhận biết của nó ấy, thì nó sẽ có màu trắng trong đấy, trắng trong không bị vẩn đục đấy. Một thùng của nó là 19 cân thì bên cơ sở là sẽ cắt lẻ ra bán cho anh em từ hũ lửa kg cho tới là hũ 1 kg. Đối với dòng keo này, nhiệt độ ưa thích để anh em sử dụng đánh ấy, tốt nhất ấy, thì là từ 15 độ C cho tới là 40 độ C. Đấy, ví dụ thời tiết từ 15-16 độ C đánh thì keo nó không bị co, độ bám dính nó vẫn còn. Và nhiệt độ lên đến 40 độ C thì keo nó sẽ không bị chảy từ que thẻ của anh em ra. Về keo này thì anh em có thể thấy là mới cắt ra ấy, thì nó sẽ có màu trắng trong như thế này. Nhưng mà sau một cái thời gian anh em sử dụng ấy, thì keo nó sẽ ngả sang là màu vàng. Khi nó tiếp xúc trực tiếp với cả ánh nắng và không khí, nó sẽ chuyển sang màu vàng ngà ngà ấy, rất là đẹp keo. Đấy, keo này anh em này. Và ưu điểm nữa là keo này là anh em sử dụng đánh trời nắng, trời mưa được và đánh ban đêm được. Đấy, chấp tất các loại thời tiết khi anh em sử dụng cái keo này. Và cái keo này thì anh em về là mua về là chỉ việc anh em đánh thôi nhá. Đấy, anh em không phải đun nấu hay là làm bất cứ cái vấn đề gì nữa. Anh em chọc thẳng que mà, que thẻ và anh em đảo đều keo lên là anh em chiến đấu thôi. Đấy, còn keo này thì khi đánh ra ngoài tự nhiên ấy, thì anh em sẽ phơi nắng phơi mưa là sẽ đánh được là 15 ngày anh em mới phải thay keo. Đấy, hết 15 ngày thì lúc đấy độ bám dính của nó không cao nữa. Đấy, còn đẹp nhất thì cứ tầm 10 hôm, 12 hôm là anh em thay keo dần dần là ok. Đấy, còn đánh cò, đánh vạc hoặc đánh những cái con mà dùng đến keo này thì được anh em phản hồi lại rất là tốt. Đấy, đặc biệt là đánh chim dính lông, chim ăn quả chẳng hạn. Đấy, thì anh em sử dụng keo này cũng khá là ok này. Và keo này thì nó sẽ không gây ra cái tình trạng là bị thối keo và bị bở keo như là những cái loại nhựa mà anh em bập gọi là mủ cây ấy. Đấy, thì đánh thì nó sẽ xảy ra tình trạng là hay bị gặp thời tiết trời nắng trời mưa là hay nó mới hay bị thối. Còn keo này thì anh em đã bôi vào rồi đánh thì quá là ok. Còn về cái độ bảo quản của nó ấy thì ví dụ để trong hộp này thì sẽ được là vài năm này anh em này. Đấy, còn ví dụ mà anh em đánh, ví dụ như là anh em đánh cò chẳng hạn, sáng đánh xong bắt đầu 8-9 giờ chúng ta thu ấy, thì cứ ở trong hũ đấy thì được tầm khoảng 2 năm. Đấy, một cái dòng keo rất là ok, giá cả hợp lý mà đánh thì lại chất lượng. Đấy, bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng về dòng keo này thì có thể là tham khảo nhé. Em để số điện thoại góc màn hình video. Bây giờ chào các bác nhé.